giãn tĩnh mạch chân hiện tại đang phổ biến trong dân số của nước ta. Không phải là chỉ những người lao động nặng, thường xuyên đứng và vận động nhiều mới giãn tĩnh mạch chân, mà những người ngồi nhiều hoặc là thường xuyên vận động thể thao nặng cũng có thể giãn tĩnh mạch chân. Vậy giãn tĩnh mạch chân là gì và nguyên nhân vì sao lại nhiều người giãn tĩnh mạch chân đến như vậy? Giãn tĩnh mạch chân có nguy hiểm hay không? Thì hãy xem video này của team bác sĩ Việt nhé. Cụ thể thì giãn tĩnh mạch chân là tình trạng tĩnh mạch xoắn, giãn rộng, nở rộng ra. Chúng ta có thể nhìn thấy rõ ràng là khu vực da có những mảng tĩnh mạch máu nổi lên màu đỏ hoặc là màu xanh hoặc thậm chí là màu tím. Tuy nhiên thì không phải giãn tĩnh mạch chỉ có thể xảy ra ở khu vực chân mà mọi khu vực da thì đều có thể giãn. Nhưng tại sao chân lại là một khu vực mà thường xảy ra giãn tĩnh mạch nhiều hơn cả? Nếu như giãn tĩnh mạch bình thường thì chỉ ảnh hưởng đến mắt thẩm mỹ. Tuy nhiên thì nhiều khu vực hơn thì nó còn gây ra những ảnh hưởng rất nặng đến sự hoạt động của hệ thống mạch, đặc biệt là hệ thống tĩnh mạch. Một cách dễ hiểu thì khi chúng ta đứng lên, máu ở chân sẽ bị chịu áp lực của hai nhóm lực. Thứ nhất là trọng lực, là lực hút của trái đất, thì máu sẽ có xu hướng là bị hút xuống dưới. Tuy nhiên thì máu lại cần phải về tim để tạo nên một vòng tuần hoàn hoàn chỉnh. Thì máu ở đây sẽ phải đi từ chân về tim dưới lực co bóp của các cơ thành tĩnh mạch. Ở tĩnh mạch thì có các van một chiều cho phép là máu chỉ đi được từ dưới đi lên về phía tim. Khi có một cơn co bóp, máu sẽ được bóp qua van từ tĩnh mạch trở về tim, và các van ngay lập tức sẽ đóng lại để ngăn tình trạng là máu chảy về các tĩnh mạch phía dưới. Tuy nhiên thì tình trạng giãn tĩnh mạch là tình trạng mà các van tĩnh mạch này lúc đó thì không được còn hoạt động tốt và ổn định nữa. Chúng gặp một cái tình trạng là khi máu từ tĩnh mạch trở về tim thì cái van tĩnh mạch sẽ được mở ra, nhưng cái van này không được đóng lại hết hoàn toàn, hệ thống van suy yếu, dẫn đến là một lượng máu lại được bơm ngược trở lại tĩnh mạch ban đầu, dẫn đến là máu càng ngày càng ứ lại, không trở lại về tim. Thế thì tạo nên những cái túi bọc máu tĩnh mạch, và càng ngày thì cái tĩnh mạch càng trở nên giãn ra, nở rộng ra. Cái độ đàn hồi của tĩnh mạch cũng trở nên kém đi, chúng không còn cái khả năng co bóp tống máu mạnh để trở về tim như trước kia nữa. Những người nào thì thường gặp cái tình trạng giãn tĩnh mạch này? Đầu tiên thì phải kể đến là những người mà thường xuyên đứng nhiều, vận động nhiều mà không để cho cơ thể kịp nghỉ ngơi. Thì những người này là những người lao động, những người công nhân, những người làm việc trong nhà máy mà cái thời gian họ được ngồi rất ít. Thứ hai là những vận động viên thường xuyên phải chạy đường dài hay là vận động đường dài. Thứ ba là nhóm người mà phải ngồi nhiều. Các chị em làm văn phòng tưởng là nhàn, nhưng hệ thống máu tĩnh mạch bị ứ đọng lại khi chúng ta ngồi quá nhiều, tối thiểu là 8 tiếng một ngày mà chúng ta lại còn lười vận động nữa, thì máu lại càng ngày càng lưu trữ ở khu vực tĩnh mạch chân mà khó có thể trở lại về tim. Nhóm tiếp theo có thể gặp tình trạng viêm giãn tĩnh mạch là nhóm người già, người cao tuổi, hệ thống van lúc này càng ngày càng trở nên kém. Nhóm tiếp theo là những người phụ nữ mang thai, thì kích thước của thai nhi càng lớn thì cũng là một cái cản trở. Và những người phụ nữ mà sử dụng thuốc tránh thai, các thuốc tránh thai này thì cũng làm giãn nở các cái tĩnh mạch, khiến máu khó để trở về tim. Một cái nhóm người cuối cùng cũng dễ gặp tình trạng giãn tĩnh mạch là những người thừa cân béo phì, ít vận động. Cái nhóm này thì máu dồn về tĩnh mạch quá lớn, khiến cái việc mà giãn tĩnh mạch xảy ra rất thường xuyên. Vậy thì giãn tĩnh mạch sẽ gây ra những cái hậu quả gì? Thông thường thì giãn tĩnh mạch chỉ ảnh hưởng đến tình trạng thẩm mỹ của da thôi, và các chị em thì không thích điều này. Các anh em thì có thể không quan tâm, nhưng để lâu dài thì sẽ có rất là nhiều biến chứng xảy ra. Biến chứng thứ nhất là da dễ lở loét khu vực mà viêm mãn tính hoặc là giãn mãn tính tĩnh mạch. Máu ứ đọng ở đây là máu tĩnh mạch, máu nghèo nàn dinh dưỡng, thiếu oxy và rất là giàu cốc oxy hóa và CO2. Chính vì vậy là cái khả năng nuôi dưỡng tại khu vực mô xung quanh các cái tĩnh mạch này sẽ càng ngày càng trở nên yếu hơn. Và chính vì vậy việc ứ đọng máu thiếu dinh dưỡng này sẽ gây viêm và tổn thương thành tĩnh mạch. Tĩnh mạch càng ngày càng trở nên suy yếu và lở loét. Thứ hai, đấy là cái biến chứng liên quan đến việc là dễ tạo cục máu đông. Khi mà hệ thống máu ứ đọng đây cũng làm rối loạn hệ vận mạch và các chất đông máu. Rối loạn hệ vận mạch này cũng làm yếu tố tăng nguy cơ tạo cục máu đông. Thứ ba, một cái biến chứng nguy hiểm hơn của giãn tĩnh mạch đấy là vỡ thành tĩnh mạch. Khi mà máu ứ quá nhiều và quá lớn ở khu vực tĩnh mạch này, khiến thành tĩnh mạch một thời gian dài không thể chịu được áp lực, có thể gây vỡ và chảy máu khu vực máu tĩnh mạch này. Có một cái biến chứng mà một thời gian dài nếu như chúng ta để giãn tĩnh mạch từ trẻ
cho đến lúc về già mà không điều trị được cái triệu chứng này thì hậu quả có thể gây ảnh hưởng đến khả năng hoạt động của cơ tim, suy tim khi mà máu cơ thể không được điều hòa chu trình chuyển động. Máu cứ tĩnh mạch mà không được chuyển về tim thì làm sao mà có thể duy trì được cái hệ thống co bóp của cơ tim hoạt động bình thường được. Để phòng ngừa giãn tĩnh mạch thì thứ nhất, hạn chế các hoạt động đứng nhiều và gây áp lực tại khu vực tĩnh mạch chân cũng như các khu vực máu tĩnh mạch khác. Thứ hai là chúng ta hạn chế sử dụng các loại thuốc, nhóm thuốc gây giãn tĩnh mạch ảnh hưởng đến quá trình co bóp máu trở lại về tim. Có rất nhiều cách để phòng ngừa và điều trị giãn tĩnh mạch thì các bạn có thể theo dõi video tiếp theo của Tim Bác sĩ Việt nhé. Xin chào và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo.